mấy em gài nghe cái tin tức gì đó ông Dũng, anh Dũng nói lại cho cô bác biết anh Dũng. Nhỏ đi chơi, đi có khoảng 1-2 giờ trưa đi mua đá mà nó nó gặp quỷ sang á, nó mừng gần chết nó luôn. Bây giờ là không biết của ai luôn, tôi rồi bây giờ tôi gầu. Không biết của ai là cái gì anh Dũng? Nó có bầu, nó đi chơi gì đó. Rồi em nghe có một số lò đồng là đã không có, phải có là tôi trốn mất tiêu rồi. Có là như nào nói anh? Tôi đâu có làm bậy làm bạ gì đó. Phải có là tôi trốn đi mất tiêu rồi, không có ở đây đâu, nó thẳng luôn. Ở sớm có ai nói không? Có ai nói anh? Thì ta ở đây vòng vòng nó nói hoài gì? Ta hô kệ, ta nói gì ta nói. Bây giờ ta bên kia ta biết. Bên khu vực công đoàn ta biết. Con bé nó có bầu được nhiêu tháng rồi? Đầu 7 tháng rưỡi. Mà rồi. Sao là anh biết chính xác là 7 tháng rưỡi? Đi khám nó đó. Đi khám à? Ừ. Bây giờ không tin tôi lấy cái hình ra cho anh coi. Rồi sao mà nó không có nói với anh là nó ở với ai không? Có nói không? Không, nó không biết luôn. Con bé này hả? Ừ. Bây giờ anh hỏi nó cũng không biết. Ai biết đâu nó hả? Nó chỉ qua bệnh hoài luôn. Chỉ bên kia vậy thôi ha. Ừ. Là không có biết là ai. Không biết là ai luôn. Có ha. Ừ. Thì giờ em cũng nghe là đồn là mọi người xung quanh là nói cho con bé là nó có dính líu liên quan tới anh đó. Không có phải, không? Đã ở bản ta biết rồi, ta thấy cái thằng Sang đi với nó hoài đó. Là cái chị bển ba không dám là lên tiếng đó. Biết không? Thường thường con bé này có khi nào đi ban đêm hay như thế nào? Không, nó đi ban ngày không à. Có khoảng 1-2 giờ trưa dạ. Đi mua đá mà đó. Lại gặm Sang lại mừng gần chết nó. Cái thằng Sang tôi nói anh đó, một lần nó ở đây nè. Thằng anh nói là thằng nhỏ ở đây hả? Ừ. Vậy là nó có thể ở với bé này. Ừ. Đó, nó nói đó. Tất nhiên là anh lên đến chính là không phải là không. Ha. Ừ, nó nói bển là chị bển mà nói vợ em có nói đó. Ừ. Bây giờ bà không dám làm chứng, làm chứng đó. Sao mà ai đồn đãi gì kỳ cục vậy anh? Trời ơi, miệng đời mà ta muốn đãi ra, ta muốn nói sao ta nói kệ người ta. Ừ. Hay là người ta lấy cái chớn là anh hồi đó anh hỏi 2-3 bà vợ cái đâu có. Không có vụ đó đâu. Tôi ăn cơm chứ đâu ăn cứt đâu anh Cực. Ừ. Đúng không? Ừ. Vậy là anh khẳng định là con bé này là cái bầu là không phải là của anh. Không, đỡ bển ta bên kia ta biết. Ta thấy nó hoài à. Mà ta không dám ra làm chứng. Khi mà con bé này lớn lên nó xanh đó rồi anh mới biết được. Không? Thì cũng để đó chứ đâu có cho ai đâu mà không chấp nhận. Rồi mình có đi thử cái gì kia chưa? Chưa. Mới có đi siêu âm đó ngày hôm kia. Dạ. Không tin là tôi vô tôi lấy cái hình ra cho coi. Dạ, được. Nhưng mà khi mà bé sinh ra đó mình có thử ADN thôi, con ai không anh? Chưa biết, nó chưa sanh là chưa biết. Anh phải làm nó sáng tỏ sự thằng này nhé. Ờ, thì chân nữa là thử đó. Chẳng thể không xảy gì nữa. Ừ. Đúng không Cường? Đúng rồi. Quan tình này, mình giải bài ha. Ừ. Tôi không gà tôi cũng bức rất lắm. Nghe ta nói rồi tới đầu óc tôi là tôi nhức đầu chịu không nổi. Dạ. Sao mà cái tới 7 tháng mình mới phát hiện bé có nó nói đó. Nó nói đau bên đây không à. Tưởng là đau gan không à. Ừ. Nó đau gan y gan tôi mọi lần đau bên đây. Đau là trở đi tới nhà thương dữ luôn á. Rồi đi khám mới tá quả hay như nào anh? Thì nó nói có bầu. Đèn rồi. Nó gửi. Đó anh hốc. Hết hồng anh dí rồi. À. Rồi gì mà có hỏi nó sao không anh? Hỏi cỡ nào nó nói nó chỉ mình đó không á. Nó chỉ qua đó không á, nó đi chơi bển á. À, đi chỉ qua hướng bên kia. Ừ. Thường bé đi ban ngày không rồi. Ban ngày không đó. Làm ăn gì chăng? Ai biết đâu. Ủa má tôi có không hiểu. Bên này là tôi đi làm cho ông Tấn bển tối ngày. Mà, máy móc. Mà bé đi ban đêm anh biết không? Nó không có đi ban đêm đâu. Nó không khi nào, nó sợ ma cho lắm. Nó không đi dám đi ban đêm. Nó thiệt. Ý là tôi mà mẹ nó kêu xuống dưới múc ca nước lên rửa tay đó mà nó không dám ban đêm á. Rồi anh ơi, anh nói thằng Sang đó là thằng Sang này lúc trước là nó ở chung với mình ở đây hay không? Ờ, thằng Sang đó. Anh đuổi nó đi bao lâu rồi? Không có đuổi, mà tự nó lấy hai cái máy rồi, điện thoại tôi đi luôn. Là đi lâu chưa? Đi có mấy tháng rồi, 7-8 tháng gì rồi.
lúc nó còn ở đây nè, nó dẫn nhỏ qua bển hoài đi chơi á. À, là hai đứa nó đi chung hoài hả? Ừ. Là anh mới sinh nghi hay như nào? Ừ. Đi qua bên đó. À, thằng bé nó đi lâu chưa? Đi cũng lâu rồi. Nó lấy cái hai cái máy điện thoại tôi đi mất tiêu luôn rồi đó. À, lúc trước mà thằng Sang nó ở với anh ở đây rồi, nó có ngủ chung với bé này không? Không, nó ngủ riêng ngoài. Ừ. Rồi thấm mày lên ngủ với mẹ nó. Tôi ngủ mép ngoài, nó ngủ trong. Cái thời gian mà nó sống ở đây nó có biểu hiện lạ với bé không? Thì người ta nói hoài đó, nó hô là toàn dính, nó hô thằng này nó có dữ dằn lắm á. Ừ. Tôi nó mà tôi bữa hổm tôi lỡ đi công chuyện ở nhà mà trong kia kìa. Tôi bỏ thắm nhà với nó. Ừ. Tôi không có làm bậy nha. Ừ, anh có dặn câu gì hả? Ờ. Mày con dính à. Tôi đi vô ngoại nó trong á. Mấy cái gầm đi kiếm gạo mà ăn. Ừ. Biết rồi đó. Để ở không đối không? Đúng không cậu? À, biểu hiện nó như thế nào, nó có trả lời với anh không? Nó làm thinh à. Ừ. Mình có nghi ngờ gì đó không anh? Thì cũng phải nghi đó. Mấy ông ấy hôm qua là ông nghi ngờ nó đó, chứ không ai. Ừ. Rồi cái con anh là tên gì à? Con Thấm. Thấm này nó nói chuyện được không anh? Nó cả đó thì hoài đó, y gan mọi lần luôn. Ừ. Ừ. Có thể mình nói chuyện với Thấm được không? Hay vô chổng nói chuyện, mẹ nó chổng á. Rồi là anh khẳng định là cái này là không liên quan đến anh. Không. Là do thằng Sang làm ra. Ừ. Như vậy là nữa là bé này nó sanh ra đi thử ADN, anh cũng dám đi thử không? Đi á. Đi phải không? Ừ. Vậy là anh khẳng định á. Khẳng định luôn. Tôi đâu có sợ. Làm cái điều này sáng tỏ lên không? Thì làm điều sáng tỏ ra đó. Để không thôi với bà con xung quanh là nói anh là con bé này có bầu với anh đó, chứ không phải là có bầu với Sang. Hay chừng nữa tôi đi thử. Ok. Nhầm mẹ gì? Bình thường. Rồi bây giờ là mấy anh em mình đi vô trong gặp con bé xíu ha. Ờ.